Bạn có biết minh hôn không? Tương truyền nam nữ đến tuổi kết hôn, nếu như trước khi kết hôn bất ngờ chết, vậy thì gia quyến buộc phải trong vòng 49 ngày, tìm được một người hợp táng để kết hôn với người đó. Nếu không người chết sẽ hóa thành quỷ, khiến cho cả gia trạch không được yên. Video lần này sẽ đem đến cho mọi người một bộ phim kinh dị được cải biên dựa trên câu chuyện có thật. Thi ức. Lưu Thừa Hạo là một nhà sản xuất các chương trình tâm linh kỳ bí. Tối đó anh nằm mơ thấy ác mộng. Trong cơn mơ anh đi tới một căn nhà đã có tuổi đời rất lâu. Bên trong đó treo đèn kết hoa chứng tỏ sắp có chuyện vui. Nhưng bên trong nhà ngoại trừ mấy người giấy ra thì chẳng có chút sinh khí nào. Có một cô gái ăn mặc lộng lẫy ngồi ở chính giữa. Rõ ràng cô ấy là một tân nương. Lưu Thừa Hạo chậm chậm bước đến định vén khăn che đầu đỏ của tân nương lên. Lúc này bỗng nhiên có người hét lớn. Lưu Thừa Hạo giật mình quay phát đầu lại, phát hiện cha mẹ của bên nữ đang ngồi trên ghế. Tân lang cũng bị người làm trói lại kéo vào bái đường. Lưu Thừa Hạo đang không hiểu tại sao ngày đại hỉ mà lại kháng cự như vậy. Kết quả đầu tân nương vẹo sang một bên. Thông qua tấm màn che anh nhìn thấy được gương mặt trắng bệch của tân nương. Sau đó anh tỉnh lại từ trong cơn mơ, ôm lấy cô bạn gái Trần Vĩnh Khiết tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau trong lúc tập thể dục anh nhặt được một bao lì xì ở trên cây. Lúc này ông cụ thu gom phế liệu muốn xin cái chai rỗng trong tay anh. Lưu Thừa Hạo xoay người lại đưa cái chai cho ông ấy xong, lại quay đầu nhìn phát hiện bao lì xì trong tay không thấy đâu nữa. Lưu Thừa Hạo cũng không quá để tâm, dẫu sao thì mình cũng không thiếu tiền. Quay người về nhà anh đi tắm để chuẩn bị đi làm. Nhưng anh đột nhiên phát hiện trước ngực mình có một vết cào rất sâu. Lưu Thừa Hạo miệng lẩm bẩm mình đâu có làm gì, tại sao lại xuất hiện vết thương này nhỉ? Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Lưu Thừa Hạo chuẩn bị đi làm. Trước khi đi bạn gái còn dịu dàng đeo khăn quàng cổ cho anh. Trước đó đã nói Lưu Thừa Hạo là một nhà sản xuất các chương trình tâm linh kỳ bí. Lần này người anh muốn phỏng vấn chính là chuyên gia dân tộc học Đài Loan, bà Đồng Huyền Trân, để tìm hiểu những chuyện kỳ bí liên quan đến minh hôn. Bà Đồng Huyền Trân nói dựa theo truyền thống dân tộc địa phương, nếu như cô gái khi còn sống chưa được gả đi, thì sau đó sẽ không được bước vào tử đường. Vì thế thân quyến của những cô gái chưa kết hôn mà lại chết bất ngờ, trong vòng 49 ngày sẽ thay cô ấy hoàn thành hôn lễ. Nếu không cô gái chết đi sẽ tích tụ oán niệm hóa thành quỷ. Thông thường nhà gái sẽ chuẩn bị một tín vật kiểu như bao lì xì đỏ, bên trong đựng tóc của người chết, sau đó vứt bao lì xì ở bên đường. Chàng trai nào đen đủi nhặt được thì sẽ phải minh hôn với cô gái đã chết kia. Sau khi phỏng vấn kết thúc, bà Đồng Huyền Trân gọi Lưu Thừa Hạo ra, hỏi anh gần đây có xảy ra chuyện gì không? Lưu Thừa Hạo nói không, gần đây tất cả đều bình thường. Thấy không có gì bất thường, bà Đồng bèn dặn dò anh gần đây phải cẩn thận chút, sau đó rời đi. Bên này nữ sinh cấp 3 Lâm Nhân Nhân vừa tan học, hôm nay chính là sinh nhật của cô. Cô bạn thân tóc xoăn nói tối nay sẽ dẫn cô đi chúc mừng sinh nhật. Kết quả lúc này Lâm Nhân Nhân bỗng dưng nhìn thấy có một con chó nhỏ đi theo sau bạn mình. Con chó ngẩn ngơ đứng nhìn cô bạn. Sau đó Lâm Nhân Nhân bị dọa sợ giật nảy mình. Cùng lúc ấy cô bạn thân cũng nhận được điện thoại từ gia đình, nói rằng con chó nhà cô bị xe đâm chết rồi. Xem đến đây có lẽ bạn cũng đoán ra được rồi. Lâm Nhân Nhân là người có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy vong hồn đã chết. Tối đó Lâm Nhân Nhân lại bước trên con đường về nhà đầy kinh dị. Tại sao lại nói là kinh dị? Bởi vì cô bé phát hiện gần đây khi đi thang máy về nhà, luôn có một nữ quỷ cả người ướt sũng đi cùng với cô. Nhưng cô ấy không phải tới tìm Lâm Nhân Nhân, mà mỗi lần đều đi vào căn nhà đối diện nhà Lâm Nhân Nhân. Bên này Lưu Thừa Hạo cầm theo váy cưới quay về nhà. Hôn lễ của anh và Trần Vĩnh Khiết đã đến gần nên muốn dành cho cô một bất ngờ. Kết quả gọi điện cả nửa ngày trời cô cũng không nghe máy. Cuối cùng anh phát hiện ra điện thoại của cô ở dưới gầm bàn. Lúc anh đang không hiểu chuyện gì, Trần Vĩnh Khiết bước ra từ trong phòng tắm. Lưu Thừa Hạo cũng không để ý. Sau khi ăn cơm xong, anh ngồi xem ảnh đính hôn của hai người, phát hiện ra chuyện hết sức kỳ lạ. Cô gái thân mật với anh trong bức ảnh căn bản không phải Trần Vĩnh Khiết, chẳng lẽ là tiệm ảnh cưới đưa nhầm rồi sao? Nhưng người đàn ông trong ảnh rõ ràng chính là anh. Lưu Thừa Hạo cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Tối đó anh lại nằm mơ thấy ác mộng. Trong mơ anh đi đến một căn nhà cũ nát, bụi bẩn tích tụ nhiều năm cũng không thể che lấp hết màu sắc được bày trí. Nơi đây rõ ràng là một phòng tân hôn, còn có một người nằm ở trên giường. Anh từ từ tiến lại gần, chậm chậm kéo tấm vải đỏ phủ bên trên lên. Chỉ thấy bên dưới tấm vải đỏ là một thi thể tân nương ăn mặc lộng lẫy. Lưu Thừa Hạo bị dọa sợ lập tức lùi về phía bàn, kết quả không cẩn thận làm đổ bức ảnh trên bàn. Lúc anh đang định lau đi bụi phủ trên bức ảnh, thi thể tân nương kia đã ngồi dậy. Lưu Thừa Hạo tỉnh lại từ trong cơn mơ, vừa xoay người định chuẩn bị ngủ tiếp, kết quả Trần Vĩnh Khiết lại ở ngay trước mặt anh. Vậy người phụ nữ ở phía sau là ai? Sau lưng anh vang lên tiếng chuông bạc. Tân nương quỷ đặt bàn tay lên mặt anh. Lưu Thừa Hạo lại tỉnh giấc lần nữa, hóa ra là mơ trong mơ. Thấy mọi chuyện ngày càng kỳ lạ, Lưu Thừa Hạo bèn tìm đến bà Đồng. Bà Đồng Huyền Trân nói anh bị nữ quỷ oán niệm sâu nặng quấn lấy, nếu muốn hiểu được chuyện của nữ quỷ, vậy thì phải hỏi người thuộc về cõi âm. Sau đó bà ấy lấy ra tiểu quỷ y mà mình nuôi. Lưu Thừa Hạo hỏi nó việc mình mơ thấy ác mộng có liên quan đến nữ quỷ không. Trên la bàn phong thủy, ngón tay của tiểu quỷ chỉ về phía đúng. Sau đó anh lại hỏi thêm mấy câu. Hóa ra nữ quỷ đã bắt đầu đi theo anh từ năm 1980, mà năm 1980 chính là năm mà anh sinh ra. Lưu Thừa Hạo cảm thấy rất hoang đường, bởi vì gần đây anh mới bắt đầu gặp ác mộng, sao có thể đi theo anh từ lúc sinh ra được.
Lúc này phải công nhận là bà Đồng Huyền Chân kinh nghiệm phong phú. Bà ấy đoán có lẽ kiếp trước của Lưu Thừa Hạo có liên quan đến nữ quỷ, mà suy đoán này cũng nhận được sự khẳng định của y. Sau đó Lưu Thừa Hạo lại chỉ vào canh ngọ cấn. Bà Đồng Huyền Chân nói canh ngọ chính là phương hướng. Bà bảo Lưu Thừa Hạo mau đi tra xem năm canh ngọ, cũng chính ở phía bắc nơi anh sinh ra vào năm 1930, đã xảy ra chuyện lớn gì. Lưu Thừa Hạo điều tra phát hiện quả thực có chuyện. Năm đó xảy ra một vụ tai nạn xe cộ lên tận trang đầu của báo, mà người đàn ông bị đâm chết lại trông giống y hệt anh. Vì để điều tra rõ chân tướng, Lưu Thừa Hạo quyết định đi đến nơi xảy ra chuyện năm đó để điều tra. Trước tiên anh quay về nhà tắm rửa để chuẩn bị xuất phát, nhưng trong bồn tắm nhà anh, bỗng dưng có một thi thể nữ đã phân hủy bốc mùi hôi thối nằm trong đó. Nhưng Lưu Thừa Hạo dường như hoàn toàn không hề hay biết gì. Bên này nữ quỷ thường xuyên đi tới nhà đối diện nhà Lâm Nhân Nhân, lại bất ngờ tìm đến Lâm Nhân Nhân, lại còn chui xuống dưới gầm giường của cô. Lâm Nhân Nhân không dám nhìn, chỉ có thể dùng điện thoại chụp loạn lên. Kết quả lúc cầm lên xem, nữ quỷ bên trong ảnh đang mỉm cười với ống kính. Lâm Nhân Nhân sợ hãi vội vàng trốn tới phòng khách, nhưng nữ quỷ cũng bỏ đến phòng khách theo cô. Đối mặt với Lâm Nhân Nhân đang sợ hãi, nữ quỷ không hề làm hại cô, mà quỳ ở chỗ cách đó không xa khóc lóc. Xem ra nó không phải là ác quỷ. Lâm Nhân Nhân cũng bước đến an ủi nó. Sau đó nữ quỷ kể lại quá khứ của mình cho cô nghe. Không lâu sau Lâm Nhân Nhân chậm chậm bước vào cửa nhà đối diện, kéo rèm phòng tắm ra. Một thi thể nữ đã thối rữa bốc mùi đang nằm trong bồn tắm. Đó chính là thân xác của nữ quỷ. Lúc này chúng ta mới biết, hóa ra nhà đối diện Lâm Nhân Nhân chính là nhà của Lưu Thừa Hạo. Lâm Nhân Nhân lập tức liên lạc với bạn của Lưu Thừa Hạo để chuẩn bị đi tìm anh ấy, bởi vì cô biết rất có khả năng anh đã gặp phải nguy hiểm. Mà Lưu Thừa Hạo lúc này cũng đã tới địa điểm xảy ra vụ tai nạn ban đầu. Anh đi men theo con đường nhỏ, nhìn thấy một trang viên, mà những căn phòng trong này lại giống y hệt với giấc mơ của anh. Điểm khác biệt là trên giường ngoài một cái xác khô của tân nương gia, thì còn có xác của tân lang. Lúc này ký ức kiếp trước của anh bỗng nhiên được đánh thức. Hóa ra kiếp trước Lưu Thừa Hạo là một tiểu phu. Hôm đó trong lúc chặt củi anh nhặt được một bao lì xì, sau đó bị phía nhà gái cưỡng ép tiến hành minh hôn với con gái đã chết nhà họ. Trong suốt quá trình ấy Lưu Thừa Hạo cật lực vùng vẫy, cuối cùng trốn được xuống núi, kết quả lại bị chiếc xe đi tới đâm chết. Tân lang khô héo nằm trên giường chính là anh của kiếp trước, mà cuộc minh hôn chưa được hoàn thành này cũng khiến tân nương quỷ tích tụ oán khí. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho cô ta bám nhớ Lưu Thừa Hạo dù đã sang kiếp mới. Lưu Thừa Hạo cuối cùng cũng nhìn rõ được bức ảnh trên bàn, bên trên chính là vợ chưa cưới của mình Trần Vĩnh Khiết. Tất cả mọi chuyện đều trở nên rõ ràng trong đầu anh. Thi thể trong bồn tắm mới chính là vợ chưa cưới thực sự của anh Trần Vĩnh Khiết. Lưu Thừa Hạo bị tân nương quỷ mê hoặc, gặm nhấm tâm trí nên đã bóp chết Trần Vĩnh Khiết thật, sau đó vứt xác cô vào trong bồn tắm. Vết cào xuất hiện trên ngực và điện thoại rơi dưới gầm bàn đều được tạo nên trong lúc anh bóp chết Trần Vĩnh Khiết. Thời khắc nguy cấp, may thay Lâm Nhân Nhân và người bạn của anh đã kịp thời giữ tính mạng cho anh. Cuối cùng bọn họ chôn cất cái xác khô của tân nương quỷ xuống đất. Câu chuyện đến đây cũng kết thúc. Bạn thấy thủ tục minh hôn này như nào? Hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết với nhé. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh mình nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào kỳ sau.